Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, gia đình và fan gốc nhìn Hoàng Duy Hùng. Thưa quý vị, hồi chiều tôi mới nhận được messenger. Tôi xin đọc nguyên văn messenger đó như sau và câu trả lời của tôi. Anh Hùng, có một lão bẩn bựa trước đây tự nhận là con dòi nói tầm phào. Nay lão ấy lại tự nhận là nhà ngâm cứu soi cửa hậu. Không biết lão ngâm cứu soi cửa hậu như thế nào, mà bỗng dưng lão hóa điên lên. Lão nổ, lão là người đã tiến vào dinh độc lập vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, ra lệnh cho cấp dưới, hạ cờ vàng ba sọc đỏ, ngay ngắn xếp lại, rồi cũng ra lệnh cho cấp dưới, đưa thượng cờ mặt trận giải phóng miền nam lên theo lịch sử người đưa vào lá cờ mặt trận giải phóng miền nam là đại tá bùi quang thận được ông vũ văn mẫu đưa lên cầu thang lên sân thượng treo cờ mặt trận, tổ, mặt trận giải phóng miền nam hành động đó là hành động như thế nào anh hùng nghĩ sao thì tôi nói kệ không quan tâm tôi cũng xin trả lời với quý vị kệ không quan tâm xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau